chị cứ ngồi cười rồi chị cho bánh ăn không à. Thôi. Chị còn sữa không vậy? Có ít thôi. Thôi. Nữa này thấy em khóc mới cho bánh luôn. Mẹ không ăn. Em đâu biết ăn đâu con. Em ăn nãy giờ mà giờ đợi mẹ rồi. Cái này nước ăn các bạn. Ăn cái gì vậy? Chị cho bú rồi. Bú không? Con bú không? Ăn. Con bú không? Ăn. Nói một răng rồi mới có nhú hai răng hai bên đó. Vậy đang cho bú. Bú rồi. Giờ mình ăn bánh mì. Sáng giờ chưa ăn gì hết rồi. Hồi nãy mình mua ghé vô mình mua bánh mì trứng với lại trà bông. Ở 10 vậy là 10.000. Nhưng mà hồi nãy thì mua còn nóng mà lên tới đây mì mèo hết trơn. Cho bé miếng đi. Có ăn không? Không ăn. Lên tới đây mà có đồ ăn rồi mừng lắm rồi, đâu có lựa chọn được đâu. Lên trên đây á, buổi sáng á, trời còn mát á thì mình còn khỏe, mình đỡ mệt. Chứ trời mà nắng lên rồi, cái nắng ở trên này nó gắt lắm, chứ không phải giống như cái nắng ở dưới mình. Tại nó cao hơn mà. Nó cao hơn, nó gắt hơn. Mà ở trên này không có gió hả? Hả? Này không gió. Buổi tối nó có gió. Buổi tối gió nhiều không có gì. Buổi tối gió lạnh luôn á. Hồi nãy giờ á, hết nhỏ này khóc. Rồi cái tới nhỏ này khóc. Mà mình thì mình đâu có dỗ được đâu. Tại nó đòi cái gì mẹ nó hiểu, tại nó còn nhỏ quá. Rồi cái mình hỏi rồi chị vô thì chị mới biết là nó đòi uống nước. Còn nhỏ này thì đòi bú. Buồn ngủ quá hay gì chị? Thấy không? Vui vui mắt nè. Thiệt lắm. Chị hết rồi. Chị dám chạy xe lên núi không? Lúc bộ, bây giờ có bò thì không dám chạy xe lên núi. Trước thì chưa có bò thì mới dám chạy. Dạ. Nhưng mà núi cao chị dám chạy không? Núi cao cao quá thì không dám chạy. Núi mà như nó bằng bằng kiểu như là người ta để cái xi măng như vậy thì mình chạy được. Dạ. Còn núi mà người ta để mà đất không á, dạ, đi nó sợ trơn đâu dám đâu. Dạ. Tay lá yếu mà. Dạ. Thôi. Sao em thấy cháu của cô Hạnh á? Con gái con tay gì chạy cũng dữ dội lắm. Mấy người đó là chuyên gia đi rừng mà nó tay lái giỏi mà. Dạ hả? Vậy là người dân tộc nhưng mà không phải ai cũng biết chạy xe lên núi hả? Đúng rồi. Em tưởng đâu ai cũng biết chạy chứ. Chồng chị mà có lúc nó chỗ xin vô dốc quá không cũng dám chạy mà. Dạ hả? Con cháu của cô Hạnh là lên rừng là chạy dữ lắm luôn á. Mấy người đó đi hoài mà. Dạ. Vậy là mấy người đó đi chuyên nghiệp rồi đó. Chuyên nghiệp rồi. Còn mình thì lâu lâu mới đi thì nó ta lại nó yếu. Dạ. Cái này là cây bình cổ. Cây ùi, cây ùi phải không? Cái đó kêu bằng cây ùi. Cây ùi là cái khăn. Dạ, cây ùi là cái khăn. Wow. Vậy chị làm gì vậy chị? Chị cột lại trên cây cà phê này nè. Vậy chị hết, chị lấy cái ùi chị cột lên cây cà phê. Chị văng võng cho bé Hà nó ngủ. Từ cột hai cái đầu hờ lại với nhau vô cái cây luôn. Đúng rồi. Ai đi núi cũng ai đi vườn cũng làm vậy hả chị? Đúng rồi. Còn người kinh của em thì đâu có biết đó. Dạ người kinh của em hả? Không có. Tại không có vậy. Ờ vậy vậy. Vậy là được cái hả? Được rồi. Thì giờ nó cái mé đó thì dạ biết rồi đó. Ngủ rồi, buồn ngủ rồi, vậy cho ngủ ngay gốc cây luôn. Chị không có điệu cho nó ngủ ở trên mình chị hả? Không. Được không chị? Nó có bò ra không? Không, không bò ra. Anh bố đã đuổi rồi. Anh bố đã đuổi. Cái đầu bên này. Rồi ạ. Anh vừa rồi kia rồi. Đội đầu bên đây. Đâu bên này. Bố ơi. Bố. Chị hát cho chị. Chị hát cho nó ngủ đi. Hát đại đại nên nó biết hát được.
chân ổ thôi. Chị Ca Hiếp đang đưa cho Ca Hà ngủ. Đây là Cara. Đây là Cara. Cara học. Cara học sòn. Học sòn Cara. Học sòn. Học sòn. Này một Cara. Một Cara. Vì Karim thì vì Karim hút thuốc hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà gì? Nhưng mà người dân tộc của mình ai cũng biết hút không? Biết. Đàn bà ai cũng biết không? Biết hết. Biết hết luôn hả? Biết. Có người biết, có người không. Có người có hút, người có không. Dạ. Mà có người thì hút, có người không. Mà hồi xưa người ta hút tới giờ hay là tại vì dì thích dì hút? Quen rồi. Quen rồi hả? Dạ. Dì hút rồi dì sữa đâu cho em bé bú? Nè. Vẫn có sữa hả? Có. Rồi lỡ dì hút rồi cái nó bú vú rồi cái nó có cái mùi thuốc ở đó, trong sữa rồi sao? Đây nè, nó hồ này. Dạ. Vậy là nó em bé thì đang bị bệnh phổi. Hồi nãy chị Ca Hết có nói với mình, vậy là mình biết lý do bị bệnh phổi rồi. Tại vì dì hút thuốc. Mà dì nói là dì hút rồi giờ dì bỏ không được. Bỏ không được. Dạ. À, dì hút rồi nó bị bệnh phổi á. Dạ. Rồi mấy đứa tước có bị không vậy? Không. Dạ. Không, đứng lại. Dì hút này bao lâu rồi? Lâu rồi. Dạ. Hút từ nhỏ luôn mà. Từ nhỏ là mấy tuổi vậy? 2 tuổi á. Hả? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Ừ. 2 tuổi sao dì biết không thôi? Con hả? Thế là em biển. Dạ. Không, thôi bà kia. Bà nói là con 2 tuổi là bà hút rồi. À, con dì 2 tuổi. Là đứa lớn á hả? Đứa lớn 2 tuổi là dì đã hút thuốc rồi. Dạ. Con rành nói tiếng Việt nè. Dạ. À dì, dì không rành nói tiếng Việt. Thông cảm nha. Dạ đâu có gì đâu. Nói hồi cũng hiểu là dì ơi. Dì nói thông cảm ngang đó. Dì biết nó thông cảm mà. Biết thông cảm mà không nói nhiều được. Dạ, con hiểu rồi. Con biết con rành tiếng này kia nữa. Dạ. Vậy là dì Ca Ghim á đi lên trên đây nhưng mà không có đem theo sữa cho Ca Ga bú mà chỉ bú vú mẹ thôi. Có sữa. Dì đâu có tiền. Đâu có tiền mua sữa. Có tiền mua sữa. Nghèo, nhà nghèo. Dạ. Vậy rồi sao dì không đừng có đẻ nữa? Không, đứa này thôi, lỡ đẻ rồi. Lỡ đẻ. Dạ. Lỡ đẻ rồi. Con muốn đẻ mà. Dạ. Uống thuốc mà không con chết luôn. Vậy hả? Dì có uống thuốc rồi đó hả? Có. Dạ. Có uống cũng là thuốc phân thai. Dạ. Uống hoài mà không được. Dạ. Rồi lỡ đẻ rồi. Lỡ đẻ thì cho nó đẻ luôn. Dạ. Vì dì đẻ nó cũng tuổi. Dạ. Vì đẻ nó ở nhà luôn hả? Đẻ ở nhà luôn. Dạ hả? Rồi ai lúc từ, mà mấy từ mình đẻ mà đâu có ai đỡ. Tự dì đẻ luôn. Đây dì có uống thuốc cho dễ đẻ không? Không. Có tiền đâu mà mua thuốc. Không, thuốc của người gì tộc á? Dạ. Không có. Không có luôn hả? Ừ. Rồi lúc mà dì mới vừa sanh xong rồi ai nuôi vậy? Ai à, có em một đứa. Dạ. Em đi làm công ty. Dạ, em gái vậy có em gì? Em gái. Dạ. Nó cũng có bình. Có gì? Nó cũng có bình mà đi làm bệnh. Bệnh. Có bệnh hả? Con nghe gì nó có bình. Có bệnh là bệnh gì vậy? Thế là quên rồi, bị sỏi thận. Sỏi thận. Người em gì mà có chồng không? Có mà nó đi lang thang rồi. Còn lấy người kinh. Chồng bỏ đi luôn rồi. Ừ. Dạ. Chồng gì cũng là người kinh luôn hay? Chồng gì lúc trước? Đây cũng người kinh, người ta đi bỏ đi rồi. Dạ. Đi lâu rồi. Dạ. Mấy năm nay rồi. Dạ. Người vậy lâu lâu về hả? Ừ. Lâu lâu về một lần. Đi ra đây mỗi lần không cho tiền. Dạ. Đâu có cho tiền. Không có cho tiền gì. Hai, nãy giờ con mới để ý là con của dì này đáng thương. Ừ. Chồng có dĩ là người kinh mà bỏ đi rồi. Mấy đứa con kia của dì á, rồi nó đâu rồi dì? Ở trong nhà. Ở nhà hả? Vậy là hằng tay hồi nãy hả? Ừ. Cái hằng nãy nó đầu nhộm tóc á. Vàng vàng nãy hả? Là ừ. Con trai của dì? Con trai. Hả? Cái thằng đó cũng thấy nó lì ghê luôn á. Lì ghê thật. Không chịu nuôi con này. Dạ. Nó ham chơi.
Dạ. Hồi nãy là dì ca ghim á, tính là để nhỏ này ở nhà đặng cho thằng anh nó giữ. Không, mà nó không chịu giữ. Không chịu giữ. Dạ. Nó không chơi. Dạ. Mình nếu nó giữ thì nó cũng không... đâu có sữa cho nó nhỏ này bú đâu. Biết rồi. Đem đợi. Dạ. Nó không chơi chưa nữa. Dạ. Rồi mấy đứa con của dì nó có đi học không? Không. Không có tiền cho nó học. Vậy đi học người dân tộc mình đi học có tốn tiền không dì? Cũng có chứ. Cũng tốt hả? Tán tiền. Dạ. Nó không có tiền cho nó đi học. Vậy rồi chảy mũi tùm lum. Được không? Hả? Mình gửi nó vô nhà thờ được không? Vẫn tốn tiền luôn hả? Dạ. Dì đừng đẻ nữa nha. Ừ, nữa. Dạ. Hai mấy đứa nó tội nghiệp quá. Cho nó ngủ hay gì? Nó buồn ngủ rồi. Mẹ hết trẻ, không có trẻ. Mới hái vừa được 1 ký nữa mà nó quậy từ nãy. Nó quậy từ nãy nha. Nó ngủ với chị. Đứa con chưa ngủ kìa. Nó gần nhắm mắt. Em bé có gì gì cũng để lên cái cây bên đây luôn. Đứa thì ngủ ở đằng kia, đứa thì ngủ ở đằng này. Nó chịu không vậy? Nó chịu không? Ta nó chịu. Cái con của chị hít thì chỉ đậy cái mặt lại để không hôi, sợ mũi nó cắn. Dì ơi. Dì ơi. Con có xôi không? Hồi nãy con chị hai có mua nè. Nãy có mua xôi cho dì cục quay về bú. Ủa, ăn đặng hồi cho em bú. Cảm ơn. Xôi này xôi cút, xôi gì vậy? Con cũng biết nữa, con chưa ăn. Ta nói ở Tâm có nhân mà ở dưới quê con thì không có cái loại xôi này. Con chưa ăn lần nào á. Dạ. À, vậy ăn cho con coi. Ở Tâm có gì? Người ta nói có nhân ở Tâm, con cũng không biết ở Tâm ra làm sao nữa. Nãy thấy người ta bán. Đây nè. Dạ. Có nhân gì? Nhân đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh có vỏ á. Đậu xanh có vỏ. Xếp chai nước để lụm chai nước nữa rớt rồi. Ở quê con thì không có cái xoài này. Dạ. Dì, dì cho con hỏi như dì ở nhà dì còn mấy đứa ở nhà? Còn hai đứa. Hai đứa con tay hai con gái. Một đứa gái một đứa tay với thêm nhỏ này nữa. Dạ. À, còn ba đứa thì chồng đem về quê rồi. Dạ. Còn ba đứa nữa hả? Hai đứa. À, tổng cộng dì có năm đứa lận. Ba đứa ở đây với gì? Rồi hai đứa thì đi theo ẩm rồi. Dạ. Nó cười kìa, nó cười kìa. Đứa gái một đứa trai. Có không? Dạ. Đi về quê rồi. Dì, như rồi tối ngày dì giữ nó, rồi dì bữa nào mà dì người ta có cho lá chè để đi hái thì dì hái. Còn lớn lớn người ta mới cho. Dạ. Rồi rồi ngày bình thường rồi dì ở nhà rồi tiền đâu dì mua gạo dì sắm? Rồi người ta cho. Dạ. Người ta cho, người ta thuê tên nghiệp người ta cho. Người ta là ai, người lạ hay là người ở xóm gì? Ở xóm trong mình á. Dạ. Xóm trên tộc á. Dạ. Là cũng người dân tộc luôn hả? Người ta thuê mình tên nghiệp, không có gì ăn. Dạ. Người ta cho. Cho gạo. Mấy người một lon, người kia một lon. Người này ăn lon, người kia cho ăn lon vậy hả? Dạ. Dạ. Như ví dụ vậy rồi đồ gạo thì người ta cho, rồi còn đồ ăn á. Đồ ăn thì mình ăn để lại, ăn lá mì. Dì ăn lá mì. Lá mì ở đâu vậy có? Thì người ta tròn á. Dạ, lá rồi mình xin hả? Người ta tròn thì mình xin. Mà mình mua về mình làm gì? Mua, hái chứ không phải mua à? Mà cho à? Hái về làm món gì á? Thì mình xào. Xào. Dì xào hả? Ừ. Lá mì xào. Nghe nó đọt mì ăn bùi bùi ngon lắm á. Xào à? Xào với mỡ à, trời ăn ngon. Dạ. Vậy không là ngày nào gì cũng ăn lá mì xào mỡ hết? Xào mỡ. Dạ. Rồi ví dụ như con bệnh rồi tiền đâu mà mua thuốc? Đây này không có tiền mua thuốc. Dạ. Đó mình có đi làm đâu mà có tiền. Để mới đi xem thế mà hít. Dạ. Để kiếm tiền để mua thuốc cho nó. Mà xin lá trà của chị đây. Dạ. Xin chị này đi theo các lá trà rồi đặng kiếm tiền cho nó mua thuốc. Dạ. Vì đứa lớn thì cũng không gì hổng có cho nó đi học luôn. Không có đi học luôn. Nó ăn được cho tiền. Chị ăn nãy giờ.
Đói có mà. Ừ, cái xài vậy. Dì ăn lá mì rồi, ngày nào dì cũng ăn lá mì hết vậy hả? Ừ, ngày nào cái nào. Rồi mấy đứa nhỏ của dì nó ăn được không? Ăn được. Đây hả? Dạ, đứa lớn, đứa kế nữa đó. Đứa lớn hả? Đứa lớn còn ăn. Ăn hết. Đứa kế là mấy tuổi dì? Nó kinh 5 tuổi rồi. Vậy vậy đứa lớn nhất của dì là bữa nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết nữa. Nay bao nhiêu lâu rồi? Chắc 2 năm nay rồi. Dạ? Chắc lớn rồi á. Dì không biết đó. Bằng con chưa? Chưa. Vì đẻ ra mà giờ dì không biết nhiêu năm luôn. Tại vì ý là dì không có đi học. Không nhớ. Chứ không phải là dì không biết. À, dì không có đi học, dì không có biết tính phải không? Dì không biết tính. Đúng dạ. Rồi. Không biết tính tuổi gì hết. Rồi lâu lâu rồi chồng dì có dẫn mấy đứa nhỏ lên cho nó gặp mẹ nó không? Không. Được không cho gặp luôn. Dạ. Chứ ổng đem luôn. Dạ. Nó không ăn nữa. Không ăn nữa. Quê nó Tiền Giang. Ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang. Vậy là cũng gần cháu con đó. Vậy hả? Dạ. Mới mất gặp ổng á. Hai hai. Hả? Nghe nó thở không? Nó thở hay mệt kìa. Nó bị phổi. Để bị phổi á, nó bị viêm phổi á. Hồi đó cũng bệnh này, mẹ gầu mà khóc lên khóc xuống. Nó thở ẹt ẹt ở trong phổi nó. Cái này phải cái này giống như nào mới nó đòi ẩm, đòi tiền ẩm nó mới đánh khóc á, nãy giờ khóc đòi ẩm. Ôi trời ơi, đừng nói tới con nha, đừng nói tới con nha. Ừ. Vì ca ghim đi xuống dưới hái rồi. Vì không có dép cũng không có nón luôn. Ủa không có đôi ủng. Tiền đưa đôi ủng của dì mang rồi. Đứa hùng lấy dép đứa hùng. Rồi mình đưa cái nón của dì của mình cho dì đổi luôn rồi. Thôi nín cho mẹ hái rồi. Thôi. Nó buồn ngủ rồi mà nó không có ngủ được. Nó chưa ngủ, nó đòi mẹ nó nè. Thôi nín. Rồi mẹ mới hái nãy giờ chưa được 2 kg tà nữa. Giờ dì vô nữa rồi. Thôi mẹ vô nè. Nín. Cái này dì phải giác nó lên vai rồi dỗ cho nó ngủ luôn á. Để dẫm không chịu. Chút nữa cho dì luôn cái nón này nè dì. Để dành dì đi hái gì. Đi hái tà, hái cà phê gì á. Dì đợi. Bình thường dì đi dì cô không có nón luôn hả? Không. Dì lấy cái nón còn dì xài luôn đi. Con còn nữa. Sao em không có cái nón mà. Không, con còn. Còn cái mình nha. Đâu có gì đâu. Nó mới dậy á. Nó mới dậy xong nó mất cái lá cà phê nó chơi. Nãy giờ mình ngồi đây mình giữ hai đứa nhỏ. Hai đứa nào cũng ngủ rồi. Ca Hà thì mới thức dậy. Nín mẹ vô tới kìa. Kìa. Nãy giờ chị hái được nhiêu đó rồi đó hả? Ừ. Một bao hả chị? Chưa được bao em. Chưa được bao. Bao vậy được mấy ký chị? Mười mấy ký à. Nó đang nhỏ mà. Vì chị tính lên đây hái lá chè già nhưng mà thấy có lá chè non cho nên là hái già. Luôn. Hái trước lá chè non đã. Dạ. Rồi hái chè già sau nha. Dạ. Mệt không chị? Cũng mệt, non có bữa nay nắng quá. Dạ. Để đi coi con bé nó dậy chưa để cho nó ăn trước đã rồi đi hái nữa. Dạ. Chị có bầu mệt không? Bình thường thôi. Mệt bình thường nhưng mà hả? Buổi tối thì chị hay bị đau lưng. Dạ. Buổi tối thì hay bị đau lưng, còn ban ngày thì bình thường. Dạ hả? Ôi hồi đó em có bầu em bị hành dữ lắm. Em hành mà em đi không nổi luôn. Còn chị thấy chị khỏe ghê luôn. Ẩm theo một đứa rồi còn lên tới núi mà còn đi thì làm chị đó. Chị hay đi hoài mà đi nó quen rồi. Dạ. Mà lúc mà chị ở nhà thì nó lại bị đau lưng á. Dạ. Nó rồi đi vậy. Còn mình đi như vậy thì nó khỏe trong người. Dạ hả? Ngày đó em có bầu rồi em nằm không là em thở muốn học hụt hơi á. Nó hành em á. Bữa trước chị đi mà bé con Hi bé cả con Hà. Dạ. Bữa trước là bị té con Hi ở xuống dưới núi kìa, dưới sân hồi nãy á. Té núi hả? Ừ. Chị mà cặp chia bao chè nè. Dạ. Thì lấy cái gùi á, cổ đằng sau.
Rồi con bé Hà thì còn đợt trước. Dạ. Rồi con Hy thì lấy tay dắt. Dạ. Lúc mình dắt nó xong thì lúc mà tưởng ở dưới kia thì nó đỡ sừng rồi á. Dạ. Rồi mình để cho nó đi, đi một hồi, nó đi đục đục một xíu. Nó lăn nó ra xuống, phải đi bệnh viện. Vậy hả? May là không khâu á. Nên mà nên ba nó không cho con Hy đi nữa. Dạ. Nếu đi thì đi dọn một đứa thôi, đợi dọn hai đứa thì đi không nổi. Dạ. Dạ không. Dạ, nó ngủ cũng hơn tiếng rồi chị. Nhỏ này nó ngủ mà nó ho khò khè. Tại mẹ nó hút thuốc á. Dạ. Không chịu bỏ. Làm bà không bỏ gì hết à. Không chịu bỏ. Tội nghiệp nó chứ. Hè ôm mấy bé hè. Bé. Hè mấy giờ ổ hè. Không chịu dậy hả chị? Không chịu dậy. Bé này thì nó không có khóc, mà con kia thì nó khóc hoài. Nó không cho đi hái luôn kìa. Dạ. Không cho mẹ hái luôn. Không cho mẹ nó hái. Bây giờ về hả chị? Ừ, bây giờ mình về. Còn ít ở dưới thì mai chị hái. Dạ. Cô hái được. Giờ mình về. Được nhiều không? Cô Karim hái được nhiều không? Được bao con chị? Đâu ở dưới đâu. Chị bé dưới đó gì một bùi nữa nè. Ừ. Con này nó không chịu ở. Em bé này nó bệnh mà đó. Mà con này đi du ở chung với nó thì nó lại không chịu, nó không. Hai con này nè, mẹ nó qua nó mang nó du qua bên kia. Vì con này nó khóc. Dạ. Nó một mình thì nó không khóc. Con này nó không chịu hả nhỏ này? Ừ, nó không chịu. Đây chị. Thôi mình đi về lại, mai mình hái lại. Mai chị hái. Dạ. Giờ là 12 giờ rưỡi. Trưa nắng. Ở đây trời cũng nóng lắm. Được không tì? Được rồi, chị dắt bầu chị quẩy gùi rồi, em đó quẩy hết này nữa. Để xuống dưới ra cho em quẩy thử. Ủa cho để em quẩy phụ. Không đi, không thì em mang cái gùi cho chị này. Ờ. Nói không? Chị mang được mà. Trời ơi, nó để trong thắng nó chảy rồi nè. Xéo rồi. Trái lá tài kìa hả? Chắc người ta không mua cái trái á, người ta chửi á. Hồi sáng giờ chị hái gì khoảng được nhiêu ký rồi chị? Chị cũng không biết rồi. Chứ nữa con mới biết. 30 ký không? Không. Không tới hả? Không tới. Mười mấy ký à? Dạ. Bữa trước chị bán cho bán lại có 20 ký chứ mấy. Dạ. Chị điệu con ở đằng trước. Ừ. Cái bụng bầu thì ở dưới. Cái bụng bầu ở dưới. Rồi cái bao tà thì quải lên sau lưng. Sao? Cái bao tà vậy khoảng 20 ký không chị? Ừ, chắc có 18. 17 18 thôi à. Hả? Thấy con. Má. Má rỉ à. Con ca hà nó khoảng nhiêu ký chị? Ca hà có 9 ký mấy à. Vậy hả? 9 ký rưỡi. Em cho chị đóng cửa tiếp đã. Cấm cấm cái lưng rồi. Nặng không chị? Cũng nặng. Chị đi được không? Nhưng mà chị đi được mà. Được hả? Được chứ, đi chứ. Đây, em ấm tới cho. Chị nặng nhập quá. Không chịu. Không chịu hả? Không chịu. Không chịu đâu. Cô ấm con nha. Nè cô có bánh nè. Ăn bánh không? Không chịu, không chịu. Không chịu. Không chịu. Con Hiêu Ngân thì nó ở cho người ta ẩm được, còn con này không chịu. Từ từ nha chị. Chán cấm đạp chứ gì. Được không?
nặng không ta? Thử đi biết. Nặng. Nặng chứ. Hai con bò, ba con bò, bốn con bò. Thấy không tệ, một đàn bò. Ăn đồ cà ăn sao ta? Chắc là nó không ăn đâu. Bò leo leo đồi luôn. Bò leo leo đồi cái tiền, bò nó đi xuống đồi cái tiền kìa. Con thấy con gì leo đồi luôn kìa. Bò đó nó. Chuyện bò nó đi theo luôn kìa. Ê, chị hả lăn rồi. Chị hả lăn cái bao rồi kìa. Hả? Bao rã lăn theo giống. Chị dễ ăn nắng rồi, dễ ăn nắng. Dễ ăn nắng. Nặng không ta? Nặng. Bao này quá. Thiệt luôn, 20kg. 20kg hơn, nặng á. Tiền thử cái chị. Hỏi nó chịu em, quẩy nó cho chị. Nó không chịu. Cái bao gì kia được mấy ký ta? Cũng mười, chắc cũng mười mấy ký hả chị? Chị Ca Hít nói là tà này thì gì, chị Ca Hít về nhà bán cho cái tiệm tập quá ở gần nhà. Nói rồi giờ mình cũng về luôn rồi. Hồi nãy mình có hỏi thăm thì mình biết là con của chị Karim bị bệnh. Mà mình cũng không biết mua gì cho nó, mình mua cho nó nhiều quá đút cho nó ăn. Tại hồi nãy thấy nó cũng không có làm biết ăn nữa. Chứ mặc dù ăn. Cho cháu mời bà cháu. Cảm ơn nha. Cho cháu mời bà cháu cho em gì kêu gì kêu cho em. Hả? Cho cháu. Dạ. Bây giờ dì đút cho nó ăn cho nó hết bệnh, cho nó khỏe. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, không có gì đâu. Thôi con về. Ừ, cảm ơn nha. Dạ. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất nhiều. Nhờ cô với lại nhờ chị Ca Hiếp mới biết được là cái người mình, cuộc sống của mình mỗi ngày đi lên núi rồi hái chè rồi này kia ra làm sao. Con cũng cảm ơn chị nhiều. Ừ, chị cũng cảm ơn em nhiều. Dạ. Cảm ơn là cảm ơn. Bây giờ thì Khánh xin chào và hẹn gặp lại ông bà, cô chú, anh chị.